Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Hôm nay Phú đang đứng trước cửa của chùa Ông Lăng, như là hậu quán Ông Lăng chùa Quan Âm. Trước cửa đây có em gái bán bông hoa, bánh nhang. Dạ, thì cô chú anh chị có ai đi tới đây thắp nhang á, ghé gửi xe đây luôn. Đây có dịch vụ gửi xe luôn. Rồi ghé ủng hộ cho em gái. Có bông sen, sen quá. À, bông sen. Bông đó bông cúc hả? Cúc với sen. Bánh trái cây, bánh bất tài. Dạ, đây có đủ là trái cây cúng, bánh bánh phát tài. Đang quay vào mấy bông bông cúc nữa đây. Dạ, cô chú anh chị có đi tới đây thắp nhang thì ghé ở đây nè, có gửi xe xong rồi mua nhang, mua bông, bánh trái cây. Dạ. Dạ, chùa Ông Lăng này á thì nằm trên con đường nhỏ Lão Tử ở quận 5. Hội quán Ông Lăng á là điểm đến linh thiêng cho cộng đồng người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh, công trình tâm linh do nhóm người thương nhân người Phước Kiến Trung Quốc di dân đến Việt Nam lập vào năm 1740 để làm nơi tề tựu giúp đỡ nhau và thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng. Hội quán diễn ra các hoạt động thờ cúng nên người dân thường gọi là chùa. Ngôi chùa này thì có tiếng với cái tục đánh ghe tiểu nhân. Dạ, để chút phần sau Phú nói. Dạ, chùa Ông Lăng là nơi đông đảo người qua đến cầu an, cầu tài, cầu duyên, cầu tự đầu năm. Dạ, cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Phú. Do chùa đã hạn chế việc quay phim chụp hình nên Phú quay từ trong ra, cô chú anh chị thông cảm. Dạ, ngôi chùa này thì thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu là chính. Bởi vì Thiên Hậu Thánh Mẫu được thờ chính trong cộng đồng của người Phước Kiển để phù hộ cho những người đi sông nước, làm ăn xa. Sau này qua kiệu nơi đây thờ thêm là Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu buôn bán, mua mai bán đất, cầu bình an, sức khỏe cho gia đình, gia lộc thịnh vượng. Qua thời gian, người dân địa phương gọi hội quán là chùa Quan Âm. Đặc điểm đặc biệt của chùa Ông Lăng là thờ nhiều vị thần tiên, khoảng 16 vị. Vị theo tín ngưỡng Trung Hoa do cộng đồng dân địa phương thống nhất lập nên. Bên cạnh bà Thiên Hậu và Quan Âm, nơi tập trung nhiều người cầu nguyện nhất là bàn thờ thần tài để cầu tài lộc và bàn thờ thái tế để cầu mệnh. Ngoài ra, chùa thờ phụng một số vị thần dân gian khác như là Tề Thiên Đại Thánh, Bao Công, Văn Xương Đế Quân, 18 vị La Hán, Địa Mẫu Nương Nương, Thiên Phụ Gia Gia. Có người nói Tề Thiên Đại Thánh thờ là để cầu trí tuệ tinh nhanh. Người thì bảo vị này có nhiều phép thần thông nên sẽ phù trợ cho dân. Còn cái tục đánh tiểu nhân thì một số người thực hiện đánh tiểu nhân bằng cách dùng dép đập liên tục vào hình nhân bằng giấy dưới đất, tượng trưng cho những điều xấu để chúng không hại người nữa. Dạ, tên của hội quán được ra đời vào năm 1787 khi Nguyễn Ánh cho các lưu dân người qua thành lập các hội để chịu trách nhiệm trong vấn đề quản lý thu thuế. Trụ sở làm việc của họ gọi là hội quán Ông Lăng.
là ngày trước có trụ sở của người Hoa ở phủ Tiền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Năm Mậu Tý 1828, niên hiệu Đạo Quang, đồng sự hiệu Thái Nguyên Hưng. Thái Nguyên Hưng là người đã quyên được một vạn quan tiền dùng để trùng tu hội quán. Năm 1867, hội quán tiếp tục được trùng tu lần thứ hai và hoàn tất năm 1869. Các đợt trùng tu sau được tiến hành vào các năm 1897, 993, 996. Hội quán xưa dùng để bàn việc công, thờ thần, tương trợ đồng hương và chỉnh đốn phong tục. Kiến trúc bên ngoài hội quán Ông Lăng thì năm 1809, ban quản trị hội quán Ông Lăng đã cho xây dựng một hồ cá phóng sinh phía đối diện để trấn mạch, tụ khí cho miếu thờ theo quan niệm về phong thủy. Hội quán Ông Lăng được xây dựng với khuôn viên rộng 1.800 m², thiết kế theo kiểu miếu cổ của Trung Hoa. Bộ khung chủ lực của hội quán được làm bằng gỗ, có mái lợp ngói ống, phần chân mái mang đậm phong cách kiến trúc của vùng Phúc Kiến, có bờ nóc uốn cong, gắn các mô hình bằng gốm. Mặt bằng thì tổng thể của hội quán Ông Lăng bao gồm là gian nhà hình chữ nhật ở giữa, gọi là tiền điện, trung điện và chính điện, cùng ba dãy nhà khác xếp vuông góc nhau tạo thành hình chữ U. Dãy nhà hậu điện nằm ngang sau sân hội quán Ông Lăng, có diện tích khá hẹp, khác hẳn với phong cách kiến thiết kế của nhiều hội quán người Hoa trước đây. Đầu mái của tiền điện hơi thấp nên du khách có thể chiêm ngưỡng các bức tường lưỡng long tranh châu, long lân quy phụng trên các nóc. Kiến trúc bên trong hội quán Ông Lăng, phía bên trong hội quán Ông Lăng quận 5 là sự phối hợp độc đáo của nhiều bộ môn từ điêu khắc, trang trí đến hội họa. Hội quán có khá nhiều bàn thờ và tượng thờ. Những bức tượng thờ ở đây được tô màu và trang trí khá giống với chùa Bà Thiên Hậu. Các nghệ nhân đã thể hiện cốt cách và thần thái các vị thần thông qua nét mặt và dáng vẻ. Các bức phù điêu gỗ có hai loại là chạm lộng và chạm nổi, được sơn son thiếp vàng tạo vẻ lộng lẫy. Kỹ thuật chạm nổi còn được thể hiện bằng phần tạo mái đầu bày hay là bày hiên với các linh vật như long lân quy phụng cùng với các điển tích của Trung Hoa. Các hiện vật ở đây đã tạo cho hội quán Ông Lăng nhiều giá trị nghệ thuật và dấu ấn thời gian. Hội quán Ông Lăng quận 5 cũng có những hoành phi liễn đối được giảm chìm chạm nổi theo lối chữ thảo lệ hay triển trên nền rồng ẩn trên mây. Đặc biệt nhất là cặp sư tử đá chậu cửa, một trong những tác phẩm điêu khắc đặc sắc vào năm 1869. Con sư tử bên trái miệng ngậm hạt châu, còn con bên phải đang chơi đùa với sư tử con. Phú xin nhắc lại những phong tục lễ bái độc đáo tại hội quán Ông Lăng. Ở hội quán Ông Lăng quận 5 có nhiều phong tục lễ bái khá độc đáo, thú vị như là đánh ghe tiểu nhân. Người đến lễ bái sẽ dùng giày dép đập liên tục vào những hình nhân làm bằng giấy, được cho là những kẻ xấu, để chúng không gây hại cho người. Tục lễ này diễn ra vào ngày kinh trập, tức là ngày 5-6 tháng 3 dương lịch hàng năm, trước bàn thờ ông Hổ. Xung quanh khu vực thờ ông Hổ sẽ đặt những trái quýt, bánh bao theo số chẵn, có in chữ phước và đạp phước màu đỏ. Chính điện bàn thờ được người dân cúng bằng thịt heo sống. Ngoài tục đánh ghe tiểu nhân, chùa Ông Lăng còn nổi tiếng vì cầu tình duyên. Du khách đến cầu duyên thì phải mua thêm cuộn chỉ đỏ, bên trên được cắm kim đã luồn sẵn sợi, rồi đặt tại bàn thờ qua hấn phu nhân. Hội quán còn lưu giữ nhiều cổ vật có thời vua Quang Tự, tức nhà Thanh, như trống, đinh gang, lư hương,
Đặc biệt á, có một chuyên đề năm Đạo Quang Ất Dậu Niên 1825. Ngoài ra hội quán có nhiều hoành phi và câu đối với nội dung ca ngợi công đức của thần. Một nét riêng khác á, do sân hội quán bị đường phố cắt ngang, cho nên phần đất còn lại phía bên kia người ta cho xây một hồ phóng sinh, khiến cảnh chùa có một chút gì thiên nhiên giữa lòng phố thị. Đường Lão Tử có ôn lăng hội quán của người Phước Kiến thờ bà Thiên Hậu. Ôn lăng là một địa danh thuộc phủ Tiền Châu. Ngoài cửa chùa có chạm vào đá hai gâu liễn do Trạng Nguyên cập đệ Ngô Lỗ cúng năm Tân Sửu 1901 đời quan tử. Ôn như trước chí nhân chánh đạo dung gia dân nguyện khổng dịch. Lăng nhạc đồng trang trọng mẫu nghi hình ngã cánh vô phương. Trong chùa có một cái chuông lớn đề là Đạo Quang Ất Dậu Niên, tức năm 1825, năm thứ 6 đời vua Minh Mạng. Nơi thờ tự chính á, gồm hai điện thờ bố trí phía trước và phía sau, cách nhau là một sân thiên thỉnh giếng trời. Tiền điện thì thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, phối tự hai bên tả hữu là Phước Đính Chính Thần ông Bổn và bà Chúa Thai Sinh. Hậu điện thờ bà Bồ Tát Quan Âm và phối tự một bên là Quan Vũ Vô Công, một bên là Thánh Thành Hoàng Tương Đàn Lão Gia. Nhìn chung có rất nhiều thần linh được thờ tự ở đây, nhưng đối tượng chính là Bồ Tát Quan Âm. Theo đó, lễ hội chính là các lễ vía Quan Âm trong năm. 19 tháng 6 là dễ lễ vía chính, còn 19 tháng 2 âm lịch và 19 tháng 11 âm lịch là hai lễ vía phụ. Dạ, thì ngày 27 tháng 4 năm 2004, hội quán Ôn Lăng đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Qua hàng trăm năm tồn tại, hội quán Ôn Lăng giờ đây là một di tích chứa đựng nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hóa cùng kiến trúc nghệ thuật với cấu trúc độc đáo mang vẻ cổ kính, thanh thoát, dấu ấn đặc biệt giữa cảnh quan đô thị sầm uất của Sài Gòn. Hội quán được đông đảo người qua, du khách người Việt và người nước ngoài quan tâm tìm đến đây để bày tỏ lòng thành kính đối với các đức thánh thần, đồng thời chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có này. Ngôi chùa có tuổi đời 300 năm này đã thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan cảnh chùa. Thì video đến đây cũng kết thúc. Phú xin chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị vào clip sau.